Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang cần đi đầu trong đổi mới tư duy hành động để phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại 2 với tính chất trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục đào tạo của khu vực. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do huyện ủy Văn Giang tổ chức sáng nay. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận biểu dương sự đóng góp quan trọng của huyện Văn Giang trong những thành tựu nổi bật mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023. Đặc biệt, với vai trò là một trong ba đầu tàu kinh tế của tỉnh, sự phát triển của huyện Văn Giang có tính chất động lực dẫn dắt đối với sự phát triển chung của tỉnh. Thì đây là một cái điểm rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt ở mức cao. Giá trị sản xuất là tăng 16,2%. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Giang hiện nay đang ở mức rất là thấp, khoảng 0,39%. Thì năm 2023 thu ngân sách cũng đạt trên 16.000 tỷ, chiếm 50% thu ngân sách của địa bàn tỉnh. Điều ấy cho thấy là những cái giao dịch kinh tế và quy mô kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và đang được tập trung ở huyện Văn Giang này là rất lớn. Bây giờ nói nếu một cơ cấu kinh tế thì Văn Giang không còn là huyện nông nghiệp nữa, bởi vì là chỉ có gần 8% nông nghiệp thôi mà. Cơ cấu này là cơ cấu mẫu mực cho một thành phố, cho đô thị đây. Sản phẩm bình quân đầu người là 125,2 triệu, đây là mức cao hơn mức bình quân của cả tỉnh là 112 triệu đồng một đầu người và cũng cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 102 triệu. Đặc biệt là giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác của Văn Giang vững vàng xoán ngôi đầu tỉnh với giá trị là 442,8 triệu đồng trên 1 hecta. Hạ tầng giao thông của huyện Văn Giang cũng đang phát triển rất là mạnh, đồng bộ và có sự liên kết rất là chặt chẽ với hệ thống giao thông của quốc gia cũng như là của tỉnh, kết nối toàn diện với thành phố Hà Nội, triển khai một số các dự án khu đô thị mang chất đột phá trọng điểm của tỉnh ta, bóng dáng của hạ tầng kinh tế xã hội gọi là của đơn vị hành chính đô thị hình thành rõ nét hơn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì rất tốt, đạt kết quả rất tích cực và toàn diện. Đến nay chúng ta chỉ còn có 3 xã nữa là chưa đạt nông thôn mới kiểu mẫu thôi. Chúng ta sẽ rất sớm đạt được cái chỉ tiêu là huyện nông thôn mới nâng cao. Và đặc biệt đến thời điểm này chúng ta nhìn lại 3 năm thực hiện nghị quyết 24 của Đảng bộ huyện thì chúng ta còn phấn khởi hơn nữa. Rất nhiều các chỉ tiêu đến giờ phút này các đồng chí đã đạt và vượt rồi. Thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin chúc mừng các đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích làm rõ một số tồn tại hạn chế của huyện Văn Giang năm 2023, trong đó còn 7 thôn chưa nhất thể hóa được chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Số lượng các vụ việc vi phạm kỷ luật đảng được phát hiện và xử lý còn ít, tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4, các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, quy hoạch phân khu huyện chậm được phê duyệt, diện mạo đô thị chưa phát triển đồng bộ, còn thiếu nhiều tiêu chí, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 35%, cải cách hành chính đạt kết quả thấp, đứng thứ 9 trên 10 trong toàn tỉnh, an ninh trật tự xã hội phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy trong các khu đại đô thị lớn đang triển khai. Xác định năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Văn Giang cần tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Về phát triển kinh tế xã hội, cần kiên định, kiên trì, quyết tâm cao độ, thực hiện định hướng chiến lược phát triển Văn Giang thành đô thị loại 2. Tất cả các ngả đường, các chiến lược, sách lược đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là thành phố loại 2. Chúng ta chỉ dựa trên 3 cái trụ cột chính thế này thôi. Một, có cần công nghiệp không? Rất cần công nghiệp. Chúng ta chỉ còn một chút đất, một chút dư địa đất để phát triển công nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Các lĩnh vực như là chip, chất bán dẫn. Vì chúng ta là đô thị mà, cho nên chúng ta không thể đưa những cái gọi là công nghiệp mà nó phát thải rất lớn vào đây được. Cái thứ hai nữa là chúng ta không thể thiếu được, đấy là kinh tế đô thị và dịch vụ thương mại. Trụ cột này sẽ là quan trọng nhất trong kinh tế của Văn Giang, kể trong trung hạn và dài hạn. Và cái thứ ba đó là nông nghiệp sinh thái và ứng dụng công nghệ cao. Cho dù chúng ta sẽ trở thành đô thị, nhưng mà xin thưa các đồng chí đừng mất đi nông nghiệp, đừng đô thị hóa hoàn toàn tất cả các vùng nông thôn. Nơi ấy là nơi giữ
nơi gìn giữ những giá trị văn hóa. Bên cạnh những các cái tòa nhà cao tầng thì đâu đó chúng ta vẫn còn cái nông nghiệp sinh thái thì nó cân bằng cái cuộc sống hơn rất nhiều. Từ nay thì đi đẩy nhanh cái tốc độ về đô thị hóa và phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội. Văn Giang thì tôi đề nghị chúng ta phải đi đầu trong đổi mới tư duy, hành động, cách làm. Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi đi trước và đi nhanh hơn các địa phương khác trong tỉnh. Nhưng mà nhất định chúng ta phải có cách làm khác đi, cách nghĩ khác đi thì mới đi nhanh đi xa được. Đó là hình mẫu cho các địa phương khác trong tỉnh chúng ta học tập và noi theo được. Nhân dịp này, một số tập thể cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Một tràng pháo tay chúc mừng cho các cá nhân.